Hôm nay đi không dính ớt mà dính rắn không à. Nó đụng rác luôn kìa. Đây. Ê, tới lại. Mất rồi. Không tên rồi. Nó kêu. Dính rồi. Em lại. Ồ, cái giò nó kìa. Ồ, cái chân nó kìa. Nó đầu đó. Từ từ bình tĩnh. Nắm đầu nó. Sao nắm được từ từ. Ôi, con mắt nó kìa. Đó. Ôi. Nắm cổ được rồi. Nè. Đó, nó cỡ đó, con kêu anh. Nè, đừng nhấn xuống. Rồi, xong rồi. Ôi. Trời ơi. Đây coi chừng còn con nữa nha. Từ từ. Còn đâu, ép lại. Trời ơi, con chục con nhum. Xào hả luôn em. Pha nào nữa. Quá ngon. Ê, con thân. Ôi, nó chạy cái chân luôn. Cá lóc phân ớt. Ủa, không lộn luôn. Đã nãy lên là tự nhiên nó vừa lên không lộn luôn. Rồi mình la thăm cái nó tuột xuống. Rồi, chào tất cả anh em luôn nha. Thì bữa nay buồn quá anh em ơi, không có làm gì đâu á. Mình đi cắm câu ếch nha anh em. Chiều mình có cắm chắc 30 cây à. Giờ mấy anh em mình với ông chú sát bên nhà với thằng em. Đi thăm câu nha anh em. Cắm mấy cái đè không à. Cắm đè ngon lắm, có dính là dính ít, cụ bự bự không á. Kiếm mồi mai mình dứt luôn hả Biên ha. Mai chủ nhật hả anh? Mai thương chủ nhật hả? Nhiều đâu có đây đâu. Cái điệp thằng kia à. Điều này 2 cây nè. Ôi nó không ăn luôn rồi gì ta. Dính không? Dính chứ lợn. Đây nè. Hả? Lô mồi xuống không? Phải không? Cái sao hả? Đủ có dấu nè. Trời ơi sao lôi cùng mồi xuống không dính. Lôi cùng mồi xuống nè. Gì vậy? Ôi giống chân ếch luôn nè. Giống chân nè. Ui xảm luôn. Để xảy rồi. Cắn mồi trong nhèm luôn rồi. Trời nâu luôn anh em ơi. Rồi để vô thuốc. Vô thuốc. Rồi thiệt cái tình. Sao là cái lót cái lưỡi câu lâu quá không? Rồi tình kiên cây Trất Quốc hay gì đây? Hay là nó hồi để mình vô thuốc cái này mày. Đây nè, cái điểm này mới cái ghê nè. Chìm sầm nha. Ây da. Còn nguyên vậy ta. Lắc miếng ấy. Kỳ vậy ta. Chừng miếng ấy. Chứ mé, đằng mé. Đi đặng đi. Rồi. Trời ơi, nó phóng tụm mà nó không ăn trời. Rồi nó phóng tụm nó không ăn kìa ta. Trời ơi. Ngộ nè. Con tụm nó không ăn. Tí cái thầm cỡ nữa là lắm rồi. Đi trên đó đi, đi trên đó đi. Đi trên đi, đừng đi dưới. Ôi ơi kì dạ, tứ quất luôn em ơi. Ôi thăm 4-5 cây là tứ quất kìa, chết rồi. Ôi cái đìa này mà, đìa này đặt tấm lương hết lằn nữa anh em. Bèo ngon ghê không? Dính nha anh em, dính dính ui nâu luôn. Ôi dính con rắn nước. Ui ở sao rắn nước mà ủa đâu có dính con hết đâu mà dính rắn nước ăn ta kỳ vậy, sao cầm ta bỏ nó chui ra không trời. Không chui đâu, cái này nó nhỏ mà, lỗ nhỏ mà. Nó nhỏ rồi rắn nước nè anh em. Ôi nó ăn cá chứ còn. Rồi để mình gỏi ra mình sắm lại anh em ơi. À cái tía đó. Rồi nó móc nè. Đấy. Trời ơi nãy giờ không dính nết nào dính rắn. Đậu ra được không? Bao không ghê. Pin sợ không? Sợ. Sợ đây sao ta? Để em cầm cho. Cầm sao con quay được. Để bỏ đại đi. Bỏ đại vô đi không sao đâu. Cắn nước đâu cắn không? Ồ nó cắn đau lắm. Hết phương. Cầm đại đâu. Ôi, nó ra anh ơi. Ra không? Ra. Lú đầu ra hả? Ừ. À. Về ra không ta? Không ra đâu, không ra đâu. Ra đâu. Không cầm đâu. Dính không? Rồi dính rắn nướng nha anh em ơi. Không có dính mà nó bò bò cái bé đó. Quá rồi. Hôm nay đi không dính ớt mà dính rắn không à. Không dính ớt là dính rắn không anh em ơi. Ủa con rắn nước. Ôi quá đã. Ôi chào má luôn. Đi cá mớt mà dính rắn nước. Không dính ớt nào dính rắn nước không à. Nản luôn. Ôi mới chào ở luôn nè. Rắn nước này là khủng quá đã anh em. Ui nè, đã cây nè. Trời hên. Hay quá, có cây của bà không? Thế. Ủa, quá hết hồn đó. Cái kia họ đầu đâu đâu, không được thôi. Vô luôn. Trong câu mình đi cá bớt thì dính nước không ạ. Chăm xuống nước đó là nó sẽ tan ra. Tôi nói cấm cái này dễ dính rắn ha, ủa rắn rồi dễ lắm nha. Quá thiệt, trời rắn không ạ. dính rồi. Trời ơi ráng gì chứ. Nè nè đi, còn có cây này với cây nữa là hết câu rồi, dính nếp thấy mất rầu đi chứ. Nản luôn trời, bự trời bá luôn, chơi mày luôn. Trời ơi ở sát né này có thu hoạch anh em ơi. Rồi con ếch nè, bự thấy ghê không? Trời mày luôn. Lú đồ ra luôn. Được. Vô, có là được rồi. Hồi nãy thằng cây đó xảy đó. chứ. Không, cái chuyến sau là bảo đảm là có luôn á. Không xài qua dính nè. Tại vì cái chiến đầu mình sắm mình để thuốc nó bay mùi nó ấy rồi, khô quá. Chút là đây với con nữa nè. Rồi, đây, đi. Sao bảo đảm mà có cách này. À, coi vậy. Dạ. Sao? Sao bác? Sao bác? Nè, cái à, có cây có. Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi. Thuộc chà bá luôn á. Chạy ra sao chụp? Chạy ra đập nó. Chụp không kịp thì đập nó. Đây chút. Đầu vô. Cái hàng này nó ăn ngoài chứ không sâu đâu. Tại vì chưa bán được còn cây sầu em đi. Giá. Giá đậu hả? Ừ, để cút luôn được chứ. Giá được rồi. Để mình vô lấy cây cây để làm giúp ra này mình. Thêm cái hang nữa nha anh em. Mới tính luôn nè. Nhắc lại. Cái này có chắc luôn nè. Rồi cái hang này. Có đại chết luôn á. Không. Mới đụng đất mới tin luôn nè. À. Ừ. Ăn mới tin luôn nè thấy không? Mới đụng luôn nè. Chắc chưa rồi ăn đâu. Nhắc lại chút. Đào bên kia qua bên đây. Còn cái bờ này đào chuột ban đêm luôn. Đào ban ngày xưa lại anh em ơi. Rồi nhét tiền qua mình cái hàng kia có con chuột cắt lại. Mà sợ đi vô giữa bờ rồi. Vô giữa bờ đào nổi tại cái bờ này quá trời bự luôn. Bờ này khổng lồ luôn á. Thôi. Ừ. Đã lại chập ra. Mưa chứ mày ơi. Chú mày ơi. Chào. Không vô. Đây mới lật cho, em có lật em đào cho. Thôi để anh nè. Thôi đừng có. Cái này vô giữa bờ cái sông luôn á. Vô giữa bờ đào. Đúng luôn ạ. Có nhét hang lại chưa? Dạo này có không? Có ngắt không? Đất rồi. Tôi sụn tôi đang xỉu ở bên kia luôn. Không còn gì nữa. Đang giữa rồi. Đang xỉu bên kia luôn hả? Đang thông bên kia luôn á. Kia rồi. Qua hang kia rồi. Luôn. Mấy gấp. Thôi gấp đây hả? Để lấy cái cuốc luôn được quá. Rồi em phá được phá bờ luôn. Ở cái rọ nè. Mày nằm đây chứ đâu. À, đây nè. Ê, tới lại. Mất rồi. Rượu tên rồi. Cái gì? Ê, ủa chục cà bá luôn em ơi, mập lúc luôn em ơi. Ủa mập lúc luôn à mày hả bưởi, chạy hả con. Chạy hả con Ui đã chưa anh em, hết thân luôn nè. Rồi quá em đấy. Rồi, cái áo tâu luôn rồi. Chết rồi hả? Còn nào không? Chết rồi, còn rồi. Thánh giả bộ đó. Nó là chùm giả bộ á, nó không có chết đâu. Thánh á. Nó sẽ lại á. Đúng rồi, đây. Lặp lại nha. Mà ảnh khôn lắm anh em ơi, khôn lắm. Chùm giả bộ luôn á. Đi đâu luôn? Thấy mình đi rào ban đêm với ghê anh em. Đi rào luôn. Này luôn. Là phải có cái cuốc mà được ruộng mất hang này. Đào cực à. Ở đây nó khô bên kia không? Đọc thật đó. Hàng này cứng. Nếu mà hàng này có một chuột bự nè. Này chạy chạy. Rồi gõ vô cái đầu cái sóc chắc chết luôn. Thằng lúa này nè nó vô nè. Rồi. Trời đất cứng. Rồi đi đâu vô tông cái tồi. Ê con chuột không nhâm chả ba luôn. Đi nó không biết bên này chuột chả ba nè. Thấy không? Không. Thấy không? Thấy hình này. Thấy không? Chạy ra cái váy. Chuột không nhâm chả ba phàn để anh hai làm động ra. Đừng nó chạy ra đi. Đừng nhét lại quay cái này em ơi. Nó chạy là con chuột này ghê lắm á nha. Này bự lắm, cúm dùm bự lắm. bự như con heo con vậy đó. Thủ lại chụp. Thủ hết chụp nó đi. Rồi, mất tiêu rồi. Cái hang nó sâu mà. Đấy. Ôi hang nó sâu. Coi chừng cái đường có ngách nè, ở đây có ngách. Nó mất tiêu rồi. Con chừng con nhét lại nha. Cái đó đâu hả chú Mười, nhét đó chú Mười. Cái này hả? Mất tiêu rồi, mất tiêu rồi. Cũng dùm. Đảo ra em tới đó. Nè, rú mỏi nè. Từ từ. Đừng chứ toàn lấy cái cây cho khác. Nè, thấy lúa mỏ không? Bi quay sát chưa Bi? Đó, lúa mỏ nè. Dùm vô. Quá bự luôn ơi. Quá bự luôn nè. Bự lắm mà. Thôi được rồi. Anh núp một mắt anh nhìn nè. Hết đường chạy rồi. Ghê lắm nha. Nè, lấy cây trộn vô cái nằm im luôn hả? Nè. Em ơi. Con này cắn cái cũng nhức lắm á. Bự đó. Đá luôn. Nhưng mà con lấy cây con tròn cái đống này nằm yếm gì đâu, rồi thò tay vô nắm đầu đó. Ngựa cái có dấu rắn hết trời. Không có dấu rắn luôn. Con này chạy là khỏi bắt nó luôn á. Con này mà bắt gì nữa. Khỏi bắt ra nè, đang có lấy cây chọc vô, đè nó đi, ép nó là cái con nắm cái đầu, rồi vô nắm đầu nó. Con này phải lùi luôn ha. Chứ con này chạy là không bắt nó được đâu. Không nhum hả? Không nhum bự lắm, như con lợn, giống như con heo con vậy đó. Nè lấy cây nè chọc vô. Chứ mà nó con này chạy là bó tay luôn á, là đâu bắt ok không nó được. Nó kêu. Dính rồi. Em lại. Ồ cái giò nó kìa. Ồ cái chân nó kìa. Nó nóng đầu đó. Khoan từ. Từ từ bình tĩnh. Nóng đầu nó. Từ. Ôi con mắt nó kìa. Đó. Rồi nó cổ được rồi. Đó, nó cổ nó ok không anh? Đè, đừng nhấn xuống. Rồi xong rồi. Ui. Trời ơi. Đây coi chừng còn con nữa nha. Từ. Còn đâu, ép lại. Trời ơi, con chục con nhum. Xào hả luôn em. Rồi. Quá đã. Đó cầm tay. Ôi. Ghê chưa nè. Ôi anh em ơi. Ôi bự quá. Cầm lần nữa. Nó quay đi. Ô. Thôi bỏ vô lọ luôn em ơi. Chút xíu không biết sao về bắt cá nè. Một góp. Hai rắn. Hai chuột. Xỉu nè. Nó giả điên thì có nó xỉu. Nó biết cái hang không nhung tại vì nó đụng một lát đầu nó chà phá vậy nè. Ôi nó bự gấp đầu con kia luôn. Chà phá luôn. Rồi. Hôm nay mình không có ớt, mình có thu hoạch khác anh em ơi. Làm bò vậy hả? Mệt quá anh em ơi. Rồi giờ mình hút thuốc ở đây rồi mình đi tiếp. Ôi chơi đào chuột bắn điểm luôn. Cái con chuột nhỏ này nè, con nhỏ này nó hại con chuột cúng nhum. Sao hại? Thấy nó mới thấy được cái ổ con kia. Bắt đầu mình đi quần đi kiếm hang thấy hang cúng nhum. Nó chết trong đây. Không có chết đâu, ra điên á. Ôi rồi. Quá trời. Em xạo lắm. Mệt quá. Đất này thì cứng. Biết. Rồi, khát nước đừng chết. Sao không thuốc nổi. Rồi nãy nó xỉu giờ nó tỉnh. Nó tỉnh nó khè nè anh em. Rồi. Con chuột này còn chắc không tới nửa ký, con chuột này 4 tầm lab được. Chuột này không tới nửa ký. Hai con giờ nó tỉnh như ban ngày. Hồi nãy bắt là nó xỉu giờ tỉnh queo luôn à. Đi kiếm tiếp. Đi. Kiếm tiếp. Đi cắm ếch không có gỡ gạt lại cái này nha anh em. đi mình kiếm hết cái bờ này luôn. Giờ mình đi đào ban ngày xưa là anh em ơi, giờ mình chơi chắc tối luôn. Mấy bọ bự này cống nhum rồi nó đào chỗ không có mà thấy sao đào với con khúc mà không để ở tạm đó, để vô mới vô ở tạm đào đất mới tin, mới đào luôn á, mới đào mới tin đấy con khúc á. Thôi đừng nhìn nó nữa mình đó. Pha nào quá ngon. Ê thằng Thanh, nó chạy cái chân luôn, cái lóc phân ớt. Ủa không lộn luôn. Đã nãy lên là cái gì nó vừa lên không lộn luôn. Rồi mình la thăm cái nó tuột xuống. Cái cây này là trời ơi, cái cây này là cây đầu tiên mà anh em. Cái cây đầu tiên hồi nãy mình đi thăm nó bị, nó mới lên nó ăn à. Nó mới lên là cái giò nó quằn nữa rồi. Bây giờ nó lên tới trước nữa nè. Ủa con ếch không lộn luôn. Ủa con ếch này còn phá tầm cái đám đó mà ha. Nè. Ôi bữa nay thu hoạch ngon dữ hết ha. Trời ơi. Con ếch nè anh em. Ôi ơi. Đưa tay đó, bánh tay ra đó hứa ơi. Ôi nè. Ôi. Nè. Wow, quý sấy lời. Anh em thấy cái tay mình nắm về không? Là con ếch cỡ nào mà tên này mình nắm không giáp nè. Sao bữa nay mình chơi toàn hàng độc không hả ta? Rồi vô. Đó là pin rõ đó là pin. Còn nữa. Quái sao? Ôi con ếch khổng lồ con ếch luôn anh em ơi. Ê, từ từ của chuột con. Cưng móc lại đi. Rồi. Ôi. Thứ gì chịu nổi con ếch anh em. Con ếch này còn 300 g cố luôn á. Thôi Phan à, thôi để ngoài đi. Để ngoài lấy con dê cọp. Vậy là nãy mình la mình thăm phải không? Đầu là nó mới lên ăn cái dấu giò cái thấy mình nó hợp nó mới lên á. Đầu sau lên á cái tuột xuống không? Đầu cái mình bỏ thuốc lại là giờ là nó ăn dính á. Quá to luôn. Để xem lại cái nữa nè. Bữa nay mình chơi toàn hàng độc hàng khủng luôn mà. Đó. Con ếch à. Nó đen thù lùi luôn nè. Ôi ơi con ơi. Quay sát cho Huy. Sát vô. Đừng ngồi đèn ngay đó kìa. Đó, quay tên cắm xuống này nè. Quay tên cắm xuống này nè. Ôi ơi con ếch. Hết nối con ếch thì chứ hồi đi vô. Cầm Phan móc vào đấy. Thôi rồi để mình móc vào đây mình vô mình nghỉ chút xíu mình đi thăm tiếp nha anh em. Đang câu rồi ta. Đây. Ôi đất ơi. Bây giờ đổi chỗ đi. Không, đổi xíu. Hả? Đó nè. Để mình cân con ếch cho anh em xem ếch này mấy tầm gram. Đổ 300 g luôn á. Trời ơi, nhiêu? Gì vậy? 360. Ếch đúng lạnh ếch cái trời. Nó không một cái là xong luôn. Ê bậy quên, trời ơi. Ủa con ếch 360, 360 cái ghê vậy? Ủa ếch 360 ngồi ơi. Rồi giờ để đây anh em ơi, để đây chút xíu nữa mình đi thăm đợt 2, dính chừng con này rất là ngon rồi. Đây đi cắm thăm lần có 2 rắn à. Hai rắn xong đi, nó mới vô trái buồn xong. Đầu chuột luôn. Ôi con ếch khổng lồ luôn. Đúng lạnh ếch luôn. Rồi nha anh em, hồi nãy đi thăm thử thứ 2 không dính được nào nữa, mình không có quay luôn. Giờ về mình mần con rắn, với 2 con ếch nè, ếch chà bá luôn nè, với con chuột nhỏ anh em ơi, con chuột bự để dành nó đi, chứ giờ mần nhiều quá nhiều ăn cũng hết nữa. Giờ chút xíu mình mần cái mình nướng luôn nha anh em. siêu to khổng lồ luôn. Mày để sau hả anh ha? Ừ. Rồi, nước nãy giờ cũng chín nha anh em. Lên dĩa. Chuột mà. Còn con rắn nữa mà con rắn chưa chín. Hay vô. Đâu rồi lá. Để cho cái dao đâu đó. Rủ thấm lắm. Đúng không? Hả? Rồi gì? Ủa đã không? Rượu rắn á. Xe hết rồi đi, xe hết rồi làm dứt đi. Này mồi nha anh em. Rượu này rượu rắn nha. Xe hết cỡ, xe hết cỡ. Chuột ơi. Nói chung mấy chú cháu với anh em nào ở sát vách nhà nha anh em. Đúng không? Ngọt ngay luôn không? Nóng hả? Nóng bên. Nè. Có còn kém bây giờ sao? Nè. Nè cứ ăn này đi. Chú Toàn làm này đi. Ăn thử con hết đây, trời ơi ăn một cái thấy cảnh. Đúng không? Lâu chuột quá không ta? Chuột đồng chánh hiệu luôn á. Rồi, mà anh em đi lụ khuya luôn nha anh em. Uống vài ly đặng dễ ngủ, rượu rắn á. Còn chú Mười đây. Cái chà pha này quá trời. Thơm không? Quá trời luôn. Vô đồ này tê luôn ấy. Chết cha. Nghe. Rồi. Trời ơi con ếch. Con ếch thịt nó trắng nè anh em. Ngọt nhai luôn không? Đây luôn. Ngon. Con ếch. Trời, đã dữ. Con ếch thịt nó trắng nè. Trắng như bông bưởi luôn á. Chấm muối ớt siêu cay nè. Rồi, mời anh em luôn nha. Nó ngọt. Nó coi bắt về còn sống làm nó ngọt lắm. Mà để gỡ tủ lạnh rồi thấy ngon. Chính là để dài ăn ngon bột. Ừ. Ngon. Nó trà muối rồi sạch sẽ ấy à. Để dài vậy ngon không? Ngọt ghê ta. Để em thở cầm này.